Chào các quý chú bác mình ha, tất cả anh chị bạn bè gần xa. Thì nói chung hôm nay em có việc, em có việc rất là bận nhưng mà em cố gắng em tranh thủ lên vài cái mã hàng cho anh em mình ha. Như hôm nay 16 mã hàng thôi, nhưng mà hàng chất lượng nha anh em, tất cả đều là hàng carbon Nhật bãi hết. Thì anh em mà chưa từng chơi hàng bãi thì anh em nên tìm hiểu trước khi mua giùm em ha. Thì phí ship bên em mặc định là 30.000 trên một sản phẩm, hàng ship tận tay quý anh em mình, kiểm tra thanh toán và trả tiền nha. Hai đơn sẽ hỗ trợ bao ship, một đơn thì anh em chịu tiếp trong 30.000 là phí ship. Chốt đơn vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 nha, 192035, em tên Nghiệp. Rồi không mất thời gian nhiều của quý anh em mình luôn nha, em xin phép lên luôn. Cái cần đầu tiên em gửi đến anh em mình cái cần lua nha. Một cái cần lua 2 khúc 3 mét. Hàng carbon nha anh em. Hàng carbon 2 khúc 3 mét. Bắt máy Fuji. Phen được phen theo hãng nha anh em. Phen xích nhưng mà xích của hãng nha, không phải là xích của Fuji nha. Chân phen chỗ này thì nó hơi xấu một tí nè. Đó, cái này hãng con rồ Mizuno, cái hãng chính hãng của Trung Quốc nha anh em. Nè, 10 feet là dài 3 mét, siêu bát chuyên muốn cá vượt nè. Thì cây này nó bị gãy ngọn nha nè, nó hụt tầm khoảng 10 cm. Nó thì 3 mét nó còn khoảng 2,9 m nha nè. Thì cái cây này nói chung là nó hàng carbon. Thì anh em nào mà không quan tâm vận hình gì đó, anh em cứ dạng chơi bán chuyên nghiệp gì đó, thì anh em mua cây này về anh em chơi đó, về anh em xử lý sơ sơ là anh em chơi. Thì nói chung phen này đủ hết, nó chỉ gãy ngọn thôi nha, bùi đủ không thiếu cái nào hết. Anh em chức năng câu bình thường, nó còn 2,9 m như nè. Thì cây này nó sai tầm khoảng M của cần lua. Cây nặng của mình là 240 g, mà cái ngọn hiện tại của nó là ngọn 2 ly 7 2 ly 8. Rồi cây này mã số 1 em bán giá 300 nha em, mã số 1 giá 300. Tiếp tục lên cho nên mã số 2 là cái foil cần súp nha em, một cái foil cần súp. Cây này hãng của Suzumi nè, hàng carbon 23,9 m nha em. Nó về cho nên mình hạ tay cây này nè. Thì cây này về anh em nhấp ếch đồ ngon lắm, cứng lắm nha nè. Cái ngọn nó gãy khúc nên cần nó cứng lắm, nhưng mà cái ngọn nó còn dài lắm nha nè, không phải gãy ngắn đâu. Cây này về cho anh em mình nhấp ếch, anh em câu cá tra đâu á, câu cá tra trong bụi lùm, trong lục bình rồi đó, nên câu cá lớn. Hoặc cây này anh em về nhấp dịch cũng được nữa nè, nó về làm cần nhấp dịch cũng được, nó cứng lắm nha nè. 3,9 m. Thì cây này em còn khoảng 3 m, còn khoảng 3,8 m nha nè. Cái phôi cho anh em về hạ cần tay, cân nặng của mình là 300 g, tháo bắt máy ra còn chắc 280 270 gì đó. Cái ngọn của mình 3 ly 1. Cây này mã số 2 em bán 400 nha em, mã số 2 400. Tiếp tục lên cho em mình một cái cần sút nha em, một cái cần sút carbon. Cây này cứng 30 và 4,2 m nè, mắt in China, chính hãng của Trung Quốc xuất nhật nha em, có vết chạy chỗ này. Thì cây này cái kết vết chỉ keo bắt máy nằm trên đây nè anh em, thấy không, có nghĩa là bắt máy nguyên bản nó nằm trên đây, nhưng mà cái người trước họ muốn hạ bắt máy xuống thấp thì nó hạ xuống, và cái người trước họ không chuyên nên nó làm rất xấu nha em. Về anh em tự xử lý lại giùm em không làm nha. Đó, tình trạng mình như vậy, còn lại là cần mình như này là đẹp, cần đẹp, phôi đẹp luôn. Cây này là khoen hãng luôn nha em, hàng khoen hãng, bắt máy hãng luôn, cứng 30 4,2 m. Phôi thì mướt, phôi thì mướt rồi cả. Phôi đẹp lắm nha em, 30 4,2 m. Cây này cân nặng của mình 425 g, bản cứng 30 4,2 m, ngọn của mình là 3 ly. Rồi cây này mã số 3 em bán giá 600 nha em, mã số 3 giá 600. Dòng cần suốt nhà cứng 30 là rất là cứng rồi nè, cây này quấn lục 30 40 m đó nha, lục xa bờ á, lục lớn luôn được đó. Rồi tiếp tục lên cho em cây sô phen nhỏ nha em. Cây này hàng của mình NT Power Lớp nè, buông chỉ từ lược vừa nè, cái phôi này cũng không được đẹp, nó không được mới nha em, máy Fuji rồi nè. Cái cây này cũng vậy nè, cái bắt máy nguyên bản nó nằm đâu ở trên đó, cái người trước họ hạ bắt máy họ đi chỉ rất là xấu nha. Thì về anh em tự xử lý lại giùm em nè, nước phôi của nó rọt nước sơn bóng nè, em cạo được hết rồi. Về anh em chịu khó anh em lột lớp sơn bóng này nè, cái cần mình nó sạch liền nè, em lột cây như em nói nè, đó là cần mình nó bóng lại ha. Thì bán giá rất là rẻ nha em, chỗ này nó có một cái sờn, chỗ này có một cái vết sờn nước sơn chỗ này nha, không dập không gãy không nứt nha em. Nè, dòng nó T Power Lớp sóng 2 da đấy, đọt 0.6 và 5,3 m nha em, phen xích luôn, phen khu xích nha, đầu bu la nha em, đầu bu cũng đã xám, còn phen cái này phen khu xích đây. Phôi nè, phôi rất tệ nha em nè, nó cái phôi nó chảy xước bên ngoài rất là tệ. Thì cây này nói chung là về anh em nào mà hạ tay anh em xử lý lại, mua chai sơn bóng 2k, xịt sơn bóng lại dặm lại ha. Nè, cái nước phôi là phôi của NT Power Lớp, sắn là sắn 2 da,
Đó, nước phôi mình là như vậy. Còn cái nền phôi này nó xấu nha, không có cái gì ảnh hưởng đến phôi cần, không có dập, không gãy, không nứt gì hết nha nè. Đó, về nên hạ tay như thế nào đó nó tự xử lý. Cây này cân nặng của mình 152g, rất là nhẹ, ngọn là 1,5 ly, gốc cũng nhỏ nữa, gốc là 18. Cây này mã số 4 nha, em bán giá 600 rồi nha em, mã số 4 600.000. Tiếp tục cho nên mình có cần xuất lở nha. Caster 3m3, cây này cứng 20, xuất lở nè, hàng của Suzumi nè, tem là tem xuất Nhật. Đó, 3m3 nha, cây này hình khá là đẹp nè, Bowerfor bắt máy Fuji, toàn bộ fan Fuji hết. Fan Fuji đẹp không lỗi nè. Đó, nước phôi cây này khá đẹp nha em. 20, 3m3 xuất lở như mấy cây này em câu nhiều thể loại nè. Ngâm lua lăng xê gì câu cũng nhiều cái lắm. Mấy cây này dễ câu lắm, phôi nó nhẹ ha. Cá lớn cá nhỏ thì câu cũng được hết, không sợ. Cân nặng của mình 229g. Ngọn của mình là ngọn 2 ly. Rồi cây này mã số 5 em bán giá 500 nha. Mã số 5 giá 500. Tiếp tục là cho đeo mình cái cần 3 khúc nha nè. Cây này hàng carbon, anh thấy khoen cu xích không? Hàng cu xích nòng súng nè, hàng carbon sóng gân nè. Đó, bắt máy Fuji tem vàng da băng, cứng 100, ACE Anbastos nè, phiên bản đặc biệt 36 nha em, 3 khúc 36 nha, đầu cứng 120 nè, cứng 120, 3 khúc 36, anh em thấy nước phôi sóng gân nha. Cây này rất là đẹp nha em, khoen là khoen xích luôn, nguyên cái dàn khoen Fuji đầy chất lượng và đầy uy tín luôn, quá trời khoen. Nó chỉ có cái đầu lóng như này nè, từ đây đổ lên nha em nè, anh em thấy không, nó bị sờn nó sơn bóng nè. Đó thì cái này nhà anh em có chơi sơn bóng em chia sẻ anh em, nó tút lại cái là nó bóng đẹp như mới luôn, cực kỳ ngon nha em, nguyên bản nguyên zin hết. Đầu bù xích 1 khoen 2 khoen 3 khoen 4 khoen 5 khoen 6 khoen 7 khoen 8 khoen 9 khoen 10 khoen 11 khoen 12 khoen 13 14 cái khoen cu xích đây nha em, cứ 100, 36 3 khúc nha, rất là ngon, giá bao thị trường luôn. Cân nặng của mình là 374g, 374g. Ngọn của mình là ngọn 2 ly 2. Rồi, cây này mã số 6, giá 1 triệu nha, bao thị trường luôn. Tiếp tục lên cho em mình cái cần lưu hệ nha nè, lưu hệ 1 khúc nha, hàng của Mỹ, liền 1 khúc nha, cần rất đẹp, rất mới, hãng của Phật Fenwick nè, con đại bàng nè, Fenwick nha, hàng của lưu của Mỹ nha, hãng của Mỹ luôn nha. Đó, hàng xích gòn luôn mới ghê chứ. Cái thông số trên cần đây, dài 1m8, size M nè, lưu từ 1/4 đến 3/4 Z, tải cá từ 8-20 lbao và sản xuất tại Taiwan nha em, sản xuất nhà máy đặt tại Taiwan. Fan Fuxit Gold nè, cần rất là đẹp nha, đáng để mua, để chơi và sưu tầm nha em. Carbon cao cấp nó cầm lên nó nhẹ tinh nè, em đang test cần luôn đấy, em đang cầm chứ em cũng đang test cái độ cần đó. Mấy cây này bị lỗi dây là nó gãy cái bụp liền rồi. Đó, thử như vậy cho nên yên tâm. Cân nặng của mình chỉ có 105g thôi nha em, nó nhẹ tinh, nó carbon cao cấp thì nó nhẹ lắm. Phân xích gòn đầy uy tín, ngọn 2 ly. Rồi, cây này mã số 7 em bán cho 1,2 triệu nha em. Đáng chơi, đáng mua và đáng sưu tầm nha, 1,2 triệu. Tiếp tục lên cho quý anh em mình, đây là một cái cần dây trong nha em, cần ISO dây trong. Thì em nói với anh em rồi, đặc biệt cái dòng ISO dây trong, khoen sáng đều toàn thân hết, tất cả các lóng ở trong, khoen là nó chạy theo cửa sáng ngóc lò xo, nó chạy hết cây cần luôn nha. Chi phí mấy cái cần mà ISO dây trong này nó mắc lắm. Cây này hàng con Daiwa luôn nha em, đọt 1 dài 5m3, hàng Daiwa đây, Technology nè, Macdory đọt 1 5m3 nha em, ISO dây trong phen xích, nắp chụp đầy đủ hết. Nó có một cái vết chày sờn chỗ này, cái này chắc nó gác lên trên gần đá luôn nè, sền xi măng rồi đó. Cái chỗ này là cái tem của nó nha em, cái tem của người bán nha. Khá là đẹp nha nè, đầu bu xích khoen xích đồ hết. Gãy bu mẹ nè trời, nhưng sao gãy ngọn rồi. Rồi cái này gãy ngọn em sẽ hạ bu sao nha, rồi em bán giá sale cho anh em mình luôn, nó xui rủi quá. Biết sao mà gãy kiểu này nữa, thì cái này em sẽ hạ bu nha, hạ xuống được bình thường như nè, để em bán giá rẻ cho anh em mình chơi. Cái ngọn 2 ly 8 đó, cân nặng của mình 190g. Rồi cây này mã số 8 nha, em bán giá 800 thôi. Nó sale mất 1,2 triệu mà gãy ngọn, em sale xuống còn 800 đấy.
mà số 8 giá 800 thì anh em cũng chơi trải nghiệm thử cái ISO dây trong thế nào thì anh em mua cái này nha. Em sẽ hạ bu xuống cho anh em mình luôn, vẫn chỉ đi keo như zin cho anh em mình. Tiếp tục cho anh em mình cái cần hai khúc như này. Thì cây này đai qua hồ lóc sắn hai da nè, thế cây này nó chỉ bị điểm trừ cái là nó có cục cao su này nó rất mất rồi, thì anh em về anh em tự đổ chế hoặc anh em tiện cái cây gì đó gắn vào lại giùm em nha. Đó, hàng đai qua hồ lóc fan Fuji biển chân quỳ, tem nội địa ở đây, bắt máy Fuji tem vàng da băng, cứng 220m4 như nè, dòng super carbon, cứng 224 hai khúc nè, fan biển luôn nè. Trời, mấy cây này hồi xưa là triệu 6 triệu 8 không, 2 triệu một cây không, giờ bán nhiều quá, tràn lan quá, nguồn hàng nó về không kiểm soát được, quá nhiều. Tháng ở Việt Nam mình về rồi thống kê được về khoảng 10.000 bộ cần bãi mà nên biết khủng khiếp rồi, cái lượng tiêu thụ quá dữ. Còn nó bán tràn lan hết như nè, những anh em nào mà bán lâu năm không nói, những anh em nào mới vô nghề đó, chụp chững bước vô nó bán vốn yếu là bán thanh lý đủ mọi kiểu hết. Cái này cân nặng của anh em mình là 470g nha. 470g, ngọn của mình là 1 2 3 4 ngọn 4 ly. Bán đủ kiểu hết, dạng là nhập hàng về rồi bán không được, bán đủ kiểu đủ giá hết, bán bất chấp luôn lời lỗ không quan tâm, bán theo kiểu mà chạy hàng đó, kiểu như vậy ha. Có những anh em nào mà trúng những cái lô hàng bãi nó xấu rồi không có vốn, nó bắt buộc phải bán gấp, nó bán bạc mạng luôn, nó giá bây giờ nó loạn rất là nhiều như nè. Cây này mà số 9 nha, em bán giá 1 triệu như nè, chứ bị điểm trừ nó không có xu như này thôi, mà số 9 nha. Tiếp tục là như em mình cần rút như nè, một cần rút phân lớn, cây này nó thông số cũng khá là đẹp như nè. Nè, cái lông gốc nó quấn băng keo nè, kiểu như thế này vậy nè, nó dạng như là có thể là cái cây này nó trùm một cái lóng khác vô nè, thấy không, cái dấu này là dấu trùm một lóng khác vô, thì có nghĩa là cây này có thể cái gốc nó bị dập nứt hoặc như thế nào đó thì em không có rõ lắm nha anh em. Thì cây này để về anh em xem, anh em chấp nhận cái gốc này thì anh em mua nha. Đó, anh em một câu mà không quan tâm với mấy cái chất lượng này thì anh em có thể mua cây này, bắt máy Fuji nha anh em. Cây này cứng 50 2m7, phần rút nha, rút 50 2m7, fan Fuji, khoan đẹp không lỗi nha. Thì đặc biệt anh em nào mà quấn lure rồi đó, lure quấn nháy sóng, quấn bạo lực rồi, anh em phải lấy cái này về anh em tân trang, anh em làm cái cán cho nó đẹp thì anh em câu nha. Carbon có chạy xước, fan Fuji đẹp không lỗi như này, ngọn to nè, ngọn carbon sắn gân to chà bá nè, cứng lắm nha anh em, 27 nhưng mà cứng lắm nè, cứng 50 nhưng mà cứng lắm nha anh em, 2m7 cần rút. Cân nặng của mình là 314g, ngọn 3 ly. Cây này mã số 10, em bán giá 500 nha nè, số 10 500. Tiếp tục lên như này mình cán vợt, cây cuối cán vợt cuối cùng nha. Cây này cán hàng Olympic, anh em thấy cán vợt kia thôi chứ không có rẻ đâu, nó còn mắc hơn cả những cái cần câu nữa nha. Anh em đụng tới những cái cán hàng trăm cao su thử anh em biết nó mắc khiếp luôn. Cái cán này hàng của Olympic như em, made in Korea, sản xuất Korea, sản xuất cái độ zoom nè, zoom 5m4 nha, 5m4 zoom 4m5 nha em, sóng hay da đẹp lắm. Đây có chế độ zoom anh em dặn ra là hết zoom nè, anh em rút ra hết lóng nè, đó mới chạc như nè, đó cán vọt nha, cán vọt rất là cứng nha em, chứ không phải cán vọt mềm nha, cán vọt xài xe to, cán vọt cứng. Sống tới ngọn như nè, rất là đẹp, đẹp cực kỳ, mới chát sống hay da tới gốc luôn. Một cây một duy nhất nha, anh em không có cơ hội mua cây thứ hai đâu. Một cây một dây đeo cũng vẫn còn bình thường hết. Cái này ren của nó thì nó ren, cây này ren 12 nha nè. Rồi, cây này mã số 10 11, em bán giá 800 nha nè, mã số 11 800.000, một cây một duy nhất. Tiếp tục lên như em mình cần rút dây trong nha, cứng lắm, cây này cứng cả trăm lần, 80 đến 100 lần nha em. Rút dây trong nè, Rock Skipper Boyson, bắt máy Fuji, fan Fuji, Power Beast Super Power Synod nè, 2m4 nha, cần rút 2m4, cứng 80 đến 100 nha em, cứng 100 luôn á, trên 80 mà lấp đứng khoảng 100 nha. Hàng xích 2m4 cần rút, thì anh em nào muốn chơi hàng rút bạo lực thì anh em lấy cây này nha anh em. Lâu nó có con cây nha, cứng lắm, ngắt luôn á, thấy không, bạo lực rồi đó, 2m4. Cân nặng là 310g, 310g, ngọn của mình 3 ly nha. Rồi, cây này mã số 12, cái bán giá 600 nha, mã số 12 600.000. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cái cần cực đỉnh nha, cái bao cần zin của nó luôn. Cái thông số này Việt Nam mình chắc kiếm cây thứ hai không có nha,
kể cả bên Nhật luôn nó kiếm không có nha, dòng NFT hút lạp lớn. NFT hút lạp lớn như nè, cứng 40 nha. 40 và 4 mét nha, cứng 35 AX là thường rồi, cái này cứng 40. Là gọi thì sao? AAX hay là AXX như thế nào đó thì anh em mình tự phân biệt nha. NFT hút lạp lớn nè, coi NFT kim cương là nó nè. À, cái này ước gì mà em được gửi về Nhật em bán cái này nó tới tỷ đồng tiền luôn, bán tới tỷ cuộc đời luôn nha em. Chứ ở Việt Nam mình cái giá này thì nó không bằng một góc nhỏ cái giá đem về Nhật nữa. Ước gì mà em được về Nhật em bán nha. Thì anh em nào đáng chơi sưu tầm nha, mua cái mà người ta không có để mua được, và cái này em càng chơi nó càng giá trị thôi, chứ nó không có mất giá nha nè. Em chơi đã đời thì anh bán nó bán là cũng lời đấy nha. Định bị lóng thì đủ hết đó, cứng 40 4 mét nha. Anh em nào tính siêu siêu bạo lực thì anh em dứt một cây màu duy nhất Việt Nam, không có cây thứ hai đâu. Cân nặng là 615 gram, ngọn là 4.5 ly. Cái này nó cứng như một cây sắt luôn. Cây này mã số 13 nha, em bán anh em mình giá 7.9 triệu. Mã số 13 7.9 triệu nha anh em. Rồi tiếp tục lên như em mình cũng nó nè, NFT nè, Opla Blood nè, qua kim cương nữa nè. Mình cái này ISO nha, phiên bản ISO phen nhỏ đẹp cực kỳ, toàn là chơi hàng hiếm, 6m3 đột một cái này. Opla Blood nè, hồi mới chắc mấy cây này đứng ISO, mấy cây này cần tay á, được cần tay mà size 6m3 này em bán rồi cả khối anh em chết luôn, mê chết bỏ không thấy gì. Nắp chụp xịn nhanh, nắp chụp đời mới nha em, fan full six. Đó, thấy đẹp chưa? Cái phôi bóng là soi vô thấy băng mặt anh trong này luôn nè. Báo lên cho anh em mình coi. Nó phôi kim cương là như thế này. Giá không tụt quần luôn nha anh em. Đẹp cực kỳ, định đi khoen, định đi lóng đầy đủ hết. Đây, ngọn zin của nó hết toàn bụng nha nè, ngọn long phụng. Fan six. Rồi cây này cân nặng ở cái này nó lai đầu bu nha anh em, lưu ý giùm em, cái đầu bu cũ của nó bị gãy mất cái này nè, gất cái đầu bu này rồi anh em. Cái size nhỏ này quá em kiếm phân đầu bu xích nó không có nên em bắt buộc em phải thay cái bu đá xám vô cho anh em mình, thông cảm giùm em nha, vận chuyển về không biết như thế nào. Rồi cây này ngọn 0.8, cân nặng của mình đúng 300 gram. Rồi cây này mã số 14, em bán giá 1.8 triệu nha anh em, 2.4 triệu sale còn 1.8 triệu luôn. Ủa, nhanh tay thì lụm nha, nên mình thích sưu tầm, thích chơi hàng độc hết. Thì lụm nha, 1.8 triệu, giá thúi quắc luôn, size 6m3 đột 1. Phôi thì phôi 2 da kim cương, tình bị khoen, tình bị lóng này đúng hết. Rồi, tiếp tục lên cho nên mình có cần sút nha nè. Sút leader. Rồi, em để lá cho nên mình coi luôn nha, sút leader. Dòng đời mới nha nè, sút leader, có trầy sút chỗ này. 405 DX nha, là cứng 27, 405 nha anh em, made in China, dòng sub leader China đời mới nha. Đó, bắt mắt Fuji đời cao căng xích nha anh em. Được cái là nắp chụp xịn, 200.000 cái nắp chụp. Đây là fan Fuji. Không có lỗi nha anh em, không lỗi khoen nha. Độ bù môi chè to chà bá luôn. Ngọn định vị nha, ngọn sắt ít định vị đặc trưng của thằng sub leader nha nè. Giá 2 triệu, cân nặng của mình là 385 gram, ngọn 2.8 ly, mã số 15, giá 2 triệu nha nè. Giá quá mì, 2 triệu. Anh em quýnh lục tầm 30-35 mét quay đầu nha. Anh em chú bác muốn lục đầu cần thì cây này quá ngon nha, sub leader hàng tầm trung nha, của Shimano nha nè. Rồi cây cuối cùng trong video hôm nay em gửi đến anh em mình cái cần 2 khúc carbon nha nè, Holder Vision nè, 2 khúc carbon fan cầu biển Fuji, hãng của thằng Gen nè, thằng Technogi gì nè, 2m4 nha nè, cứng 200, 2m4 2 khúc nha, fan cầu biển, ngoại hình khá là đẹp, hàng carbon nha nè, chứ không phải hàng flip đâu, hàng carbon nhưng mà giá bán giá ngang ngửa hàng flip thôi, cho anh em mình chơi nha, trải nghiệm thử cây này.
cân 200, 2m4, 2 khúc, cân nặng là 455g. 455g, ngọn của mình là 123, ngọn 3 ly 4. Cây này mã số 16, bán giá 900 cho anh em mình chơi trải nghiệm nha. Và tất cả những mã hàng hôm nay thì quý anh em nào chốt đơn thì vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 như này, 192035 em tên Nghiệp. Rồi, em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Kính chúc toàn thể mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều may mắn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.